Ngày 22 tháng 5 năm 2020, quyết định số 13/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam chính thức có hiệu lực. Căn cứ nội dung của quyết định này, các tổng công ty điện lực sẽ thực hiện ký hợp đồng mua điện và thanh toán tiền điện đối với các dự án điện mặt trời mái nhà đã chốt chỉ số công tơ để bắt đầu giao nhận điện và thanh toán tiền điện kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2019. Trong thời gian chờ ban hành thông tư hướng dẫn thực hiện quyết định 13 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương đã có văn bản, trong đó cho phép tạm thời sử dụng hợp đồng mua bán điện mẫu được quy định tại thông tư số 05/2019/TT-BCT ngày 11 tháng 3 năm 2019 của Bộ Công Thương, có điều chỉnh giá mua bán điện phù hợp với quyết định 13 để ký hợp đồng mua bán điện với chủ đầu tư điện mặt trời mái nhà đã đưa vào vận hành sau ngày 30 tháng 6 năm 2019. Như vậy, từ ngày 23 tháng 5 năm 2020, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN đã có thể thực hiện việc ký hợp đồng và thanh toán tiền điện cho khách hàng. Việc lắp đặt điện mặt trời mái nhà những năm gần đây đã được người dân, doanh nghiệp quan tâm. Quyết định 13 của Thủ tướng Chính phủ chính thức có hiệu lực là cú hích tạo đà cho điện mặt trời mái nhà phát triển.